Dạ, con xin kính chào cô chú và anh chị nha. Nay hôm nay con quay lại với kênh của con. Con chia sẻ cô chú và anh chị là hôm nay là cây này con tiễn được mấy cái tược áp. Con làm cây này cô chú gì? Cây này là cũng mới thúc lần một. Đây, để đồ áp này mới. Này. Đây, mấy cái vị trí mình áp nè. Mấy cái vị trí mình áp nè. Rồi lâu rồi cô chú khẽ cắt da nó độ chừng 5-10 ngày vậy đó. Thấy chừng nào trên đây nó mạnh không rồi mình cắt ngang luôn nha cô chú anh chị. Rồi đây tiễn mấy tự áp nè, đây mấy cái tự này nè, nó lên nó làm cho cây mình không phát triển được nè. Tiễn nó đó, mấy cái thực lên nó phải tiễn nha cô chú anh chị, không có để được. Đây nè, mình tiễn mấy tự này đang cho nó lớn ngoài đây cô chú anh chị. Đây ngoài đây thả nè, ngoài đây thả nè. Đó. Tiễn đó, tiễn cho lâu mình hãy tiễn cái này cũng mới hút lần một đi anh chị, sau mình hút lần hai là mình hút sâu vô luôn nha cô chú anh chị, sau mình hút lần hai là mình hút tuốt vô đây luôn nè, lấy cần khúc đùi nhỏ nè, này như này là sao là lấy chỗ này nè, này lên một nè, hút lên một nè. Đây này, cái mục nữa nè. Cái từ cũng áp đây nè. Áp vô cái cục bú của nó luôn á. Nè, từ này cũng áp nữa nè. Nè, áp này không? Dính rồi nè, từ nè. Từ này từ áp rồi chứ gì. Đây nữa nè. Từ này cũng áp nữa nè. Nè, cái dấu cắt còn nè. Dấu cắt với dạ còn nè, chỗ mua kéo nè. Bây giờ chỉ có áp nó mới ngay được thôi nha chú chị, chứ chờ nó lên lâu lắm, thậm chí nó lên trong chờ nó lên ngay cái mục mà mình dự định là tỷ số khó lắm nha. Đây mấy cái rễ này, ví dụ cái rễ này mình cắt bô uống nè, nó còn cái chột nè, mình thả để lại cho nó lên. Lại cho lên dở tốt nè, chú thì sao mình đưa vô cái này là nó dính luôn nè. Lục khẽ đưa vô. Cái này áp được. Rồi quay qua bên đây nữa. Cái này sau vài bữa nữa mình được một khẽ áp vô được này coi chú anh chị. Đây. Đây. Đây cái bệ này là cái bệ áp nha cô chú anh chị. Đây này nè, còn lung lay nè. À, cái tược này sau để cho nó bự thêm miếng nữa là mình đục khẽ ở đây là nó dính luôn nha cô chú anh chị. À, đây cũng áp luôn nè, tược này cũng áp luôn. Muốn làm đế đặc rồi phải áp thêm nha cô chú anh chị, chứ không có cái nào mà đế nó đẹp khủng khiếp đâu cô chú chị. Đây cái cục này cũng áp nữa nè, để cho nó bự rồi mình đè mình đưa vô đây thôi chú anh chị. Đây luôn, đây cũng áp luôn nè. Đây. À, cái thực này mình đụng khéo ở đây nè. Đây, cái cục này cũng áp không nè. Đưa đây. Đó. Còn đây cái này cái tược nó lên nè cô chú anh chị, con bẻ xuống nè thành cái rễ nè, bẻ ở đây cái đầu ngoài vô chung với cái rễ của nó. Đây cái tược này ngoài chung rễ, giờ nó dính nè, hết biết rồi nè, nó dính liền thổi nhau thì nó cái con bẻ xuống đây, giờ nó ra rễ dài ngoài đây luôn nè. Đó. Rồi cái này cái tược rễ nó lên nè, tược rễ nó lên nè, con ngoài vô đây tiếp tục. Đó, hiện tại mấy cái tự con đè là nó ra rễ nó sống luôn nha cô chú anh chị. Đây nè, đây rễ nó, đây rễ nó cứ ngắt luôn nè, nó được đó. Đó, cái này nó càng đang lên bú. Nó lớn, cái này nó đang lớn
cần. Này cái này con cắt nha, nhịp giật nè chú anh chị. Mà xa xa chú ơi, nè, có chiều sâu ghê không? Cái này cũng áp nữa nè, từ này áp, từ ngày cũng áp luôn đây, từ ngày này hôm qua trên đây mới thấy nè. Dấu khẽ còn nào chứ anh chị, áp ra cái này là cây, này là cây tứ diện nè, cao to lắm luôn mà con cắt xuống. Cái này cây cổ mình hôm gà con là mà con quên clip cho cô chú anh chị coi. Cái cổ một bốn mấy anh bốn bự ở ngoài bự lắm rồi, con vậy già không phải là cái bự cái đêm này. Cái này gà, cái này đây, cái tược này mình thả nè, thả cô chú anh chị mình nó lên là mình thả nha cô chú anh chị. Đây nè, đừng đấy, đây 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 đó, mấy cái tược này thả sau này cho nó bự chút mình đè xuống mình làm thành ghế luôn nha cô chú anh chị. Đây cái này áp vô, cái này áp nhánh nhỏ đây cũng dính nè, xéo qua đây. Sau này cái tường này lớn là nó phải dính xuống đây luôn rồi chú anh chị. Cái này già lắm rồi chú anh chị, ô bú lâu năm lắm rồi, cái này cũng lâu năm lắm rồi. Cái này còn hơn 70. Làm thấy lâu lâu cái mình cũng phải tiễn sơ đó người chú anh chị. Cái tường này cũng áp nè, chỗ này nó đang bị hơi beo chút, mình áp mình thả cho lớn ngày sau này mình cắt cái chi này bỏ cho nó no, chỗ này ra thêm mớ nè. Xa xa kìa em đừng kêu chú anh chị, chỗ này nó hơi beo nè, bây giờ áp cho dính xong mà thả nó cho nó phì cái thân chính này ra một chút rồi là cắt bỏ. Tường này áp cũng mới tầm khoảng năm mấy nè, năm mấy nè, cái gì bự hơn tay cái rồi. Cuối clip con xin kính chào cô chú và anh chị nha, còn hẹn cô chú và anh chị một clip khác nha. Có gì cô chú anh chị ủng hộ kênh cho con nha, kênh con sai nên chẳng. Con xin kính chào cô chú và anh chị.